Chào các bạn, mình là Du. Thì chào mừng các bạn đã đến với kênh Du MV, một kênh chuyên cung cấp kiến thức về lập trình di động. Hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về Java là chủ yếu, và tương lai mình sẽ hơn. Ok. Thì như cái clip video lần trước á, mình có hướng dẫn các bạn làm con game đổi hình bắt chữ, và đến cái phần đại khái là gọi là phần gì nhỉ, gọi là cái phần đổ data lên rồi đúng không? Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần điểm của người chơi. Ok chưa? Rồi, bắt đầu nha. Thì đầu tiên nhá, điểm đầu tiên này, điểm của người chơi thì bây giờ hôm nay là cái rupee ấy, cái tiền ấy, thì người chơi có thể dùng mở gợi ý này lọ ấy. Đấy, thì mình sẽ để hiển thị ở trên này, ok chưa? Đó, thì ở trên này mình có một cái relative layout ở đây rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thêm cho nó một cái thằng text view nhá. Thêm cái gì sẽ đẹp rồi. Rồi text view đi, cứ theo text view, cho wrap content, thằng này map parent, cho nó margin, một cái margin cho nó căn hề đi, khoảng 6 dp chẳng hạn. Đấy, 6 dp nó ngoằng này, đóng thẻ, quên, sorry. Đây, mình chỉnh lại cái thằng này một chút, thằng này cho nó graffiti là center. Đó, ok. Thì bây giờ ví dụ mình cho một cái text, tiền ban đầu của mình có 10 chẳng hạn. Đấy, 10 tiền. Ui, thì trả giá gì ha, tạo cho file background. Thì mình vào trong red này, trong drawable, kích chuột phải, new cho nó một cái drawable sub file. Đó, mình đặt tên bg tiền. Đó, thì trong này nhá, mình sửa cái lệnh selector thành sape này, sape, mình gọi là sape nhá, không phải sape đâu. Thì mình sẽ cho đầu tiên cho nó một cái cong đi, mình cho nó cong đi. Đấy, cái cong viền ấy, cong cái radio cho nó khoảng tầm 5 dp. Thì bây giờ các bạn có thể không nhìn thấy, để mình cho nó thêm một cái thẻ nhá, thẻ stroke. Stroke nghĩa là gì? Stroke nghĩa là tiếng Anh là khói á. Chứ cơ bạn nào fan của One Piece thì chắc biết là thằng khói ấy. Cái thằng đại tá tên là stroke, nó là khói đấy. Đấy, color thì thằng này, trong này dịch sẽ lấy là dịch sẽ nghĩa là border, kiểu cái bo xung quanh ấy. Đấy, thì border bao giờ cũng phải có màu và độ rộng, mình sẽ cho nó rộng 3 dp. Đó, các bạn nhìn không? Đó, đấy, còn cái corrector, cái radio bằng 5 này, nó cong nữa này. Đấy, đấy, trên đời cái đéo gì cũng có thể bẻ cong rồi. Đó, nên là lấy mấy bạn nữ mà có người yêu mà xem cái video của mình á, thì nên cẩn thận bạn trai của các bạn á, chứ chắc nó đã thẳng 100% đâu. Rồi, đấy, tiếp đến thì mình cho nó một cái Tony, nghĩa là màu, cho mình sẽ cho màu trắng. Đó, đó, thì mình đã tạo ra được cái file background mà nó trắng ở đây và bo cái ở ngoài. Ok, rồi tiếp đến nha, thì ở trong cái này, đấy, mình sẽ cho cái background của nó, cho cái background của nó thành chính là cái background vừa mình mới tạo ấy, bg tiền. Rồi, các bạn nhìn nha, nhìn trong nó củ chuối không, hơi củ chuối tí. Rồi, đẩy cái graffiti, đẩy chữ của nó ra giữa này, căn cho nó một cái padding net tầm 10 dp, và một cái padding right cũng 10 dp. Đó, rồi đấy, nhìn đẹp không? Cho nó một cái min width đi, tầm 100 dp. Đấy, rồi text color là màu đen. Tiếp đến text size 20 fp, cho 20 fp cho to. Ủa đâu rồi? What? À, text color màu đen, mình để màu trắng. Đó, rồi ok đấy, tạm thời sẽ là như này nhá. Rồi, thì bây giờ là đến cái phần tiền người chơi đúng không? Nếu như các bạn đã xem cái video mình hướng dẫn làm con game con nào nhỉ? Làm con game app đọc truyện hay là đại khái là mấy cái app trước ấy, mình hướng dẫn các bạn sử dụng Severance, gọi là Severance ấy. Thì con này cũng tương tự, mình sẽ cũng hướng dẫn các bạn sử dụng cái Severance. Đây, nhưng do là mình nhớ code ấy, mình không nhớ được code nên là mình xin phép mình xem lại code của nó. Này, con game này là triệu phú rồi. Ô, bỏ mẹ mình xóa đi rồi à? Đây. Đây, nó là người dùng. Đó. Thì cái class người dùng này có nhiệm vụ này, nó sẽ lưu thông tin vào trong file data của mình dưới dạng XML và nó cũng đọc ra cũng tương tự như vậy. Đây, nên mình sẽ xin phép mình copy thằng người dùng này nhá. Copy người dùng này. Đây, thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái class người dùng. Mình sẽ cho vào trong object cũng được. Và class người dùng. Ok, sang bên này. Copy. Đó, đây là cú pháp của nó. Này lâu na thế. Còn các bạn muốn lưu gì trong này thì sẽ lưu. Ok, ví dụ người chơi là người chơi sẽ có tiền đúng không? Đấy, sẽ tiền thì mình sẽ lưu rồi. Rồi thì cái lên này thì các bạn để tên thế nào cũng được nhá, không quan trọng đâu. Đây, private mình lưu, mình tạo được string data. Đó, bỏ mẹ. String lên data. Đấy. Bằng đấy, bằng thằng này. Rồi mình sẽ copy paste đây. Đấy, paste đây. Thì cái hàm ghép thông tin này nó làm nhiệm vụ gì? Nó sẽ đọc trong cái file app data của mình với cái key mình lưu là như với cái tên file data ấy, cho tên này. Đấy. Còn cái key mình lưu, ví dụ mình muốn lưu tiền, mình lưu tiền trong đấy với key là tiền thì sẽ lấy ra theo cái thằng Severance này. Đó, thì đầu tiên này mình tạo ra cái Severance, mình gọi ra cái Severance với cái tên file này. Nếu như mà chưa có thì nó sẽ tự tạo ra cho mình. Đấy, xong đến xuống dưới này mình sẽ lấy thằng tiền từ cái file mình đã gọi ra trên này. Nếu như mà cái key mình cung cấp vào ấy là key tên là tiền đúng không? Đấy, nếu như cái key này ấy mà nó không có tồn tại ấy, thì nó sẽ lấy cái default à. Các bạn nhìn chữ default value nó hiện đây không? Default value à? Nó gán cho thằng tiền này. Còn nếu có thì nó sẽ lấy cái tiền này mà trước đấy mình đã lưu rồi. Ví dụ là trước mình lưu là 20 chẳng hạn, thì lúc ấy nó sẽ lấy 20 để nó set cho thằng tiền này. Còn nếu như mà lần trước mình chưa lưu ấy, thì nó sẽ lấy thằng 10 này, nó nhét thằng tiền này. Đó, đấy là cách lấy thông tin của cái hàm ghép TT. Đó. Còn đây là lưu thông tin. Lưu thông tin lại thì đơn giản, mình cũng lấy ra cái tên file nhá. Xong rồi thông qua cái thằng editor của nó, là cái thằng sửa, là cái thằng quyền sửa, thì nó sửa cái tiền trong đấy thành cái tiền này của mình. Ok chưa? Đó. Rồi. Thì bây giờ mình đã có cái thằng người dùng nhá, mà tiền mặc định của nó là 10 nhá. Thôi, tiền mặc định cho 20 đi. Đấy. Mặc định có nghĩa khi người dùng mà cái app ấy là sẽ có 20 tiền. Đó. Sau đấy này, mình vào bên model nha. Mình tạo ra public public người dùng, khai báo và biến người dùng mà. Đây. Đó, chấm. Xong ở trong này mình new lên new người dùng. Đó, xong trong này nhá, mình sẽ tạo ra hai hàm để tương tác với cái biến người dùng. Một là hàm này là public này, void lấy thông tin chẳng hạn, lấy thông tin đấy. Thông tin thì đây mình sẽ gọi người dùng chấm ghép thông tin đấy, truyền vào contact. Contact chính là cái C kia của mình đó. Xong tiếp theo public void lưu thông tin, đấy. Lưu thông tin thì mình sẽ gọi người dùng chấm test đấy, và lấy cái C kia của mình đó. Thì hai hàm này nó nhiệm vụ sẽ lấy thông tin của người dùng cũng như là nó lưu thông tin lại của người dùng lại đó, kiểu kiểu thế. Rồi mình tạo xong rồi, bây giờ đến là lúc mình sẽ sử dụng nó đó. Đó là mình sẽ lấy cái tiền người dùng mình hiển thị lên trên này đó, ok chưa? Đấy, thì bây giờ nhá. Ở bên này mình cứ ánh xạ thằng này trước á, mình gắn ID cho nó, ID TXV tiền người dùng, Ctrl C sang bên activity, tạo ra cho nó một cái tag view, chấm phẩy, ánh xạ nó, ánh xạ rồi xong. Sau khi ánh xạ thì ở cái phần hiện câu đố, ở mỗi lần hiện câu đố mình sẽ xét lại cái phần hiển thị của người dùng đó. Mình gọi tiền người dùng này, mình sẽ tách trước khi gọi tiền người dùng thì mình gọi model chấm lấy thông tin trước đã đấy. Xong rồi mình sẽ gọi model chấm người dùng chấm tiền cộng với lại cái ký tự đô la đi đó, hợp lý đấy. Ví dụ người dùng có ngày này tiền chẳng hạn đấy. Rồi sang bây giờ cứ run cho các bạn xem nhá. Đây run để xem có đúng là khi vừa vào game thì nó sẽ là 20 không. Đó, các bạn nhìn chưa? Đúng 20 tiền không? Đấy. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái ở phía sau tiếp theo ấy. Mình sẽ làm thêm cái chức năng mà khi mà kích này, khi trả lời đúng ấy, thì là cái tiền sẽ tự tăng lên. Nghe chưa? Ok. Video của mình xin được dừng lại đây. Nếu các bạn thấy thích thì có thể nhấn like và ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh nhá. Đấy. Và khi mà các bạn có ý tưởng á, hay là muốn thấy mình code có bị nhầm lẫn chỗ nào đấy thì các bạn hãy comment ngay bên dưới để cho mình biết đó. Hoặc là và các bạn có thể nhắn tin trực tiếp mình thông qua cái địa chỉ fanpage mình để ở bên dưới đây, chính là Facebook fanpage của mình. Ok, video của mình xin được phép dừng lại ở đây. Chúc các bạn học sinh vui vẻ.